Hiền ơi, cho em hỏi nhà này đẹp không? Đẹp. Đẹp hả? Dạ. Nếu mà cô chú Minh Thường Quân với nhà hào tâm không giúp đỡ rồi chú Sanh nữa, không biết chừng nào có được cái nhà vậy nữa. Vậy hả? Đẹp lắm, nhà Dạ. đẹp giống chị Diện hôm nay cũng đẹp nữa. Đẹp gì? Có nghĩa là mình có niềm vui á, rồi mình bớt lo á, mình sức khỏe mình cũng cải thiện hơn cô ha. Thấy không được đó, hồi đó mình buồn á. Không Dạ, có không đi. mà. Xin được chào tất cả các chú anh chị, tất cả quý vị và tất cả quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Thì hôm nay thì Xanh rất là vui khi được gặp lại tất cả cô chú anh chị. Và niềm vui hơn nữa đó là Xanh đang đứng trước nhà của chị Diện, cô chú anh chị thấy không? Nhà chị Diện đã hoàn thành. Thì bây giờ thì Xanh có hẹn với anh thợ là hôm nay thì sẽ tới để mà kiểm tra cái nhà coi là làm xong chưa. Nếu mà xong thì chúng ta sẽ nghiệm thu, sẽ mà bàn giao luôn. Bây giờ anh ơi, cho em hỏi là cái nhà của mình nó làm xong chưa? Cũng hoàn thành hết rồi, chỉ còn có cửa phòng anh đặt mà ngày mai nó mới đem lại. Dạ. Rồi vậy thì cửa phòng vậy thì ngày mai là sớm nhỉ? Dạ, sáng mai là gắn đó. Rồi vậy thôi, bây giờ bữa nay lỡ tới đây rồi, bây giờ mình kiểm tra cái nhà, nếu xong thì mình bàn giao luôn ha. Dạ. Rồi cái cửa thì không sao đâu. Cửa thì bây giờ cô chú anh chị thấy cái nhà làm xong đứa rất là khang trang luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhà để mà kiểm tra hết luôn. Xin mời tất cả cô chú anh chị. Thì đây là trước tiên đây là cái sân. Ở anh thợ cho em hỏi là cái sân á, mình làm bữa trước là mình đo từ đây đến đây bao nhiêu mét? 4 mét, nhưng mà làm hơn 4 mét luôn, làm ra tại đất mình còn rộng đó, mình làm ra tới ngoài đó có khoảng 4 mét rưỡi. Dạ. Vậy là cái chỗ này, cái chỗ trống này là ba chị Diện mới phá cây ra đó hả? Mới phá cây ra, đổ đất thêm cho chị Diện cộng á. Vậy là bữa trước làm cái mí này là vô đây là mình hợp đồng đúng không? Dạ, mí này vô đây hợp đồng. Tại vì anh phải nói cho rõ ràng để khán giả người ta nói, ủa tại sao mà trước đúng hợp đồng làm hết sân mà thôi tôi vẫn bây giờ đi. Thì nó có nghĩa là bây giờ bữa trước là mình hợp đồng này nè. Đúng. Cái đường vô ha. Cái đường vô. Đó, cái đường vô. Rồi dưới một khúc này phải không? Khúc này. Vậy thì chỗ này thì ba chị Diện có thể là kêu kêu người nào thêm một người đổ đất đi. Rồi nữa ví dụ như chị Diện có cần làm thì em kêu chị Diện mướn anh làm luôn để làm thêm cho hết cái sân này rộng. Kính thưa tất cả các chú anh chị, thì bây giờ cái chỗ này anh hợp đồng với Xanh này, anh đã làm rồi cái đường luôn. Nhưng mà có một cái thế này nè, là cái này anh làm, tại sao mà anh không làm cho nó bóng? Cái này mình cán lớp bê tông rồi ngày mai sáng là mình sẽ làm một lớp láng nữa. Tại vì mình đổ bê tông bỏ một cái cho nó sao ráo mà. Sao không cán cho láng luôn? Không kịp, với trời mưa quá đó, nó tối á, trời tối á. Vậy là ngày mai phải làm cho em nha. Đúng rồi. Ngày mai mà em tới là mà cán không kịp là em quay lên đó nha. Không có đó, bảo đảm cho, không sao đâu. Mình không làm bậy bạ, làm ăn bậy bạ đâu. Rồi. Mấy cái chỗ này là nghĩa là tại mới đổ bê tông á, mình mới đổ bê tông á rồi không biết nít vô dậm. Nít vô dậm, bây giờ mình làm lại. Làm một bây giờ lớp biết tại láng. Sao mà em kêu anh cái này là làm phải láng không? Tại vì cái chỗ này là cái chỗ buôn bán, cho nên mình phải láng để mình dễ quét á. Nhưng mà hồ anh phải xài hồ dầu vô hồ để bóng đó. Được. Tại vì thời gian nó bị nứt á. Rồi ok. Rồi cái này ở ngoài là mình đóng tôn cho chị Diện luôn. Đóng toàn bộ xây tô ở ngoài luôn nè. Vậy thì cái chỗ này nè, chỗ này nếu mà nữa cho chị Diện, nếu mà gia đình của chị Diện đổ đất á, tại cái này là cái ao rồi cô chú anh chị, thì hồi trước mình hợp đồng là đây tới đất phải không? Dạ. Chú đổ nè. Thì nếu mà nữa chị Diện có làm thêm thì làm luôn, tại cái sân chị Diện giờ đổ đất là rộng á. Đổ đất rộng. Vậy là cái này là mình làm gian ra hết cái này nhà luôn. Vậy là cái này là nữa là phải tráng nha. Tráng. Tráng lại quét hồ dầu là xong phải không? Đúng rồi. Tráng một rồi. Lớp nữa. Rồi cái này cái tiền chế của chú anh chị. Đó, làm là phải làm cho đâu đó nha, cầu gáo nè. Rồi. Chủ nhà thôi. Rồi em chào chị Diện. Dạ, chị làm gì, chị đang làm gì á? Quét nhà. Quét nhà hả? Wow, có nhà mới hả? Wow, bữa nay cúng trái cây nữa cô chú anh chị ơi. Đẹp quá. Ủa, chị Diện đây là hình chồng chị á hả? Dạ, chồng em mới làm vừa hộm đó. Dạ. Mà chưa có bàn thờ. Chưa. Chưa. Qua nhà bà nội chú Sanh, nhà chú Sanh qua đó rồi bà không cho rồi mới làm hình. Làm ơn luôn. Làm ơn luôn. Lấy hình phóng ra làm cho. Dạ, hơi mờ nhưng mà cũng được mà. Dạ. Còn đây hình Phật. Rồi.
Vậy thì thế này nè, bây giờ chị Diện làm gì làm đi hen, rồi cũng đẹp á, cái này là chị cúng hả, cúng mừng nhà mới hen, rồi gì cứ tốt mà, bông hoa trái cây rồi dừa tốt quá, gạo muối rồi. Chị làm gì làm đi, chút xíu em gọi chị sau, bây giờ em nghiệm thu cái nhà cái. Thì anh thế này nè, bây giờ cái nhà của mình là đại khái là anh làm là cái cửa này, anh nói là anh cái chưa cửa gắn hả? này mình đặt cửa nhôm á, bữa nay lại không kịp thì ngày mai lại thì mình sẽ gắn. Rồi ngày mai nếu mà không gắn là em hủy hợp đồng với anh, sau này không kêu anh làm nhà đó nha. Dạ ok, đâu đúng rồi. Sau này bất cứ cái nhà nào cũng vậy, anh phải gắn cửa nhôm hết cho nó đẹp, cho nó tương xứng với cái tường nha. Rồi rồi ok. Đây là cái phòng, để phòng chị Diện của chú anh chị. Ủa là anh khoan dùm chị Diện hả? Khoan toàn bộ hết. Ở đây mình cũng mắc ô điện luôn. Có một cái ổ ghim luôn. Ổ điện là dây điện anh đi dùm á hả? Dạ. Sạch sẽ quá ha. Chị Diện chắc chị Diện ngủ đây rồi nè, thấy mùng mền nè. Là cái nhà phải chắc cú nha, buổi tối trộm vô á. Chắc chứ cái này rồi làm mà hàng nó toàn bộ mỗi hàng này kia là hết. Rồi bây giờ qua nhà sau đi. Chị Diện có nhà mới quét hoài hen, nhà sạch quá à. Chị Diện ơi cho em hỏi nhà này đẹp không? Đẹp. Đẹp hả? Dạ. Nếu mà cô chú Minh Thường Quân với nhà Hào Tâm không giúp đỡ rồi chú Sanh nữa, không biết chừng nào có được cái nhà vậy nữa. Vậy hả? Đẹp lắm á, nhà đẹp giống chị Diện ở đây cũng đẹp nữa. Đẹp gì? Thôi tươi lên nha, vui nha. Trời nhà nhà đẹp thiệt, mát mà cảm giác mát ghê ta. Nhà mát ha. Cái này mình làm tôn lạnh luôn toàn bộ đó. Dạ, nó không có nóng không? Không có nóng. Và tôn này nó cũng chống xét luôn á. Dạ. Mà chị Diện giỏi quá à, mua mấy cái rèm này nè. Nhìn cái nhà đẹp ha, tương xứng với cái màu này. Đúng rồi, anh xài màu, anh sơn, anh xài màu sáng sáng vậy đó. Đây là bếp. Cái này là bếp. Cái này anh đục lỗ không? Nữa là mình bỏ bếp ga trên này bếp ha. Gà. Đúng rồi. Chị Diện mới mốt chị mua một cái tủ chén á chị Diện. Chị bỏ đây nè. Dạ. Rồi bếp mình nấu đây luôn. Tủ chén gắn gọn đây thôi. Cái này cái cửa anh cắt ga cho thoáng hả? Dạ. Rồi buổi tối có cái gài phải không? Có chút gài hết toàn bộ. Rồi, chống lên nhịp phải không? Dạ. Rồi. Kéo vô. Ok, rồi. Ok. Mát quá ha, nhà rộng ghê luôn trời. Rồi. Rồi với nhà tắm. Thì chú anh chị, nhà tắm cũng làm xong rồi. Cũng rộng quá ha. Ủa vậy là cái này anh có khoan móc quần áo trong này phải không? Có luôn. Thì là đi đường nước này nè. Dạ. Ủa nhà chị Diện hết nước rồi, cúp nước hả? Cúp điện, cúp nước. Cúp điện, cúp nước hả? Ủa có điện mà, con điện mà. Mới có là chưa có nước liền đó. Vậy hả? Này nước máy phải không? Nước máy. Cái này là cái bồn cầu. Có sàn rửa chén ở đây luôn. Rồi, vậy tốt quá. Cái sàn rửa chén ở đây. Là cái chỗ rửa chén ở chị Diện luôn hả? À. Vậy tốt quá. Rồi. Không có giờ đâu, em đi trên miếng vải mà. Bây giờ xong rồi ha. Trời ơi, nhìn mấy cái đồn tay cũng chắc dữ ha. Đó làm nhà là phải chắc vậy đó em mới chịu á. Trời ơi, cái mấy cái máng này nối lại đó hả? Dạ. Chị Diện ơi, cái máng này có bị tạc không chị Diện? Cái chỗ này có bị tạc gì không? Không, không có tạc. Không có tạc phải không? Dạ, không. Rồi bên dưới cái chỗ mà cái lỗ nào đó, cái lỗ nào mà? Đâu 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 đâu? Cái lỗ nào nói em coi. Cái lỗ nào? Hai bên này có tạc không chị Diện? Không phải không? Rồi chỗ nào lỗ này không? Lỗ này nè. Một lỗ nhỏ. Rồi. Vậy là không phải là dột chì giữa nhà hả? Cái này vậy là cái này anh bắn silicone cho em. Rồi. Có keo rồi, có mua keo rồi, có bắn rồi nhưng mà mình sơ sót á. Bây giờ còn keo đây không? Còn. Bây giờ có cầu thang không ta? Cái đó nó có một lỗ. Bây giờ có cầu thang không? Có thang. Có thang anh lên luôn đi. Rồi ok. Để từ từ thôi nha, em không ép. Cho hoàn thành hoàn hảo luôn đi. Rồi ok. Leo lên luôn. Chào cô, bữa nay con gái cô có nhà cô vui không? Vui. Dạ. Nhà vui đẹp không? Con hỏi thiệt chân tình luôn á. Đẹp á. Đẹp thiệt. Đẹp hả? Dạ, đẹp. Đẹp lắm. Dạ. Rồi vậy một chút xíu mình mừng nhà mới cô hen. Biết chỗ đó không? Biết chỗ đó phải không? Rồi, bắn đi là xong. Ban cho nó o mình thích cũng tê. Dạ, được gì là mừng nha, không quên. Mừng đạo tới già luôn. Mà dạ cả 5 cháu đó tha để conflict lại chứ.
bà con tế kẹo đó, dạ. Tôi lại giúp đỡ lại gì dạ, không quên ơn các cô chú mình thôi. Cô ơi, cho con hỏi là cái nhà này đẹp lắm không? Đẹp. Đẹp không? Đẹp thiệt. Cũng thể màu này sáng thấy đẹp, màu nó sáng. Dạ. Thấy đẹp, vô bài nó thấy đẹp. Dạ. Chưa bao giờ cô suy nghĩ là có tiền để cất nhà cho con gái mình gì đúng không? Con gái của mình không có chỗ ở là cô buồn lúc đó. Bây giờ cô vậy. Lâu, à lâu là hết buồn hay vui vậy đó. Dạ vui ha. Rồi giờ này sức khỏe của cô thế nào rồi? Thấy được, hẹn được đấy. Có nghĩa là mình có niềm vui á, rồi mình bớt lo á, mình sức khỏe mình cũng cải thiện hơn cô ha. Thấy hẹn được đó, hồi đó mình buồn á. Dạ, con không có ở nhà đó. Dạ. Không có ở. Dạ. Bây giờ có nhà ở rồi thì mừng rồi đó. Dạ. À, kính thưa tất cả các chú anh chị, chị Diện thì có nhà mới là đem hình chồng về thờ luôn nè, nhưng mà chưa có làm được cái lư hương, nhưng mà chị Diện rất là chu toàn luôn á. Đây bên đây có hình Phật nữa. Chị Diện tối chị có ngủ đây chưa? Có ngủ hả? Dạ ngủ năm mẹ con đó đó. Dạ ngủ thấy cái nhà sao? Thấy mát. Mát hả? Dạ mát, vừa nó đẹp. Ừ, tối có ổ điện đó mình dạ. Gắn lên xong chưa? Xong bắn xong chưa? Rồi mai mà dột là phạt 2 triệu. Vậy là bắn xong là hết luôn không? Dạ. Hoàn hảo chưa? Hoàn hảo. 100% không? Toàn bộ luôn á. Dột một dột là 2 triệu. Tối. Rồi sao đó. Nói vậy không á, đâu có trừ gì đâu đâu. Rồi làm nhà trong thời gian làm nhà này thấy vui không? Cũng vui. Vui vẻ không dạ. Có quạo nha anh? Không có quạo. Vui vẻ không quạo nha. Rồi sao làm nhà cho chị Diện xong rồi thấy thế nào? Thấy mình khi mà mình cũng làm công ăn lương nuôi vợ nuôi con, nhưng mà khi mà vừa được làm giống như là mình làm bằng cái tâm cho chị Diện á, rồi dạ. Thấy cái cảm giác mình được góp một cái sức nhỏ nhỏ vô, mình thấy vui không? Mình cũng vui, cũng mình không có gì giúp, nhưng mà mình giúp chị Diện vậy cũng mừng rồi. Dạ. Cái dạ. Sự nhiệt tình á, cái sự chắc chắn. Dạ, chắc chắn. Chú anh chị thân mến thì Sanh làm nhà là như vậy đó, làm mọi thứ là phải chắc chắn cho Sanh. Đó. Chắn bọn Sanh kiểm tra từ ly từ tí mà trên đó mình cũng bắn tôn hết trơn, âm vô tường hết toàn bộ luôn. Âm hết rồi, không có dột. Anh Thợ bây giờ thì thế này, bây giờ mình cũng kiểm tra cái nhà xong rồi cũng ok ha. Dạ. Vậy thì bây giờ cái này anh đây nước có vô không? Không. Đúng không? Bảo đảm luôn. Rồi. Có an toàn không ta? Nhà không có đàn ông ở nhà buổi tối nha. An toàn không? An toàn. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ thì kêu chị Diện lên đi rồi bắt đầu mình bàn giao cái nhà luôn, rồi bắt đầu mình thanh toán cho anh luôn, hẹn với chị Diện luôn. Chị Diện ơi, chị Diện đâu rồi? Chị Diện ơi, chị Diện ơi qua đây em gặp chị với anh Thợ. Chào chị Hoàng, chị Hoàng khỏe không? Bữa nay thấy chị Diện có nhà mới vui không? Vui. Dạ. Giống như mình là cái người mà gọi là hàng xóm thôi, nhưng mà mình thấy người ta khổ mà mình khi người ta được giúp gì đó, chị cảm nhận rất là vui phải không? Không mà chị Hoàng cho em hỏi là nhà của chị Diện có đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Chắc chắn không? Chắc luôn. Rồi, cảm ơn chị Hoàng đã ngồi đây chơi ha. Bây giờ thì trước tiên cho em gửi lời chúc mừng đến chị Diện là có nhà mới nha. Hôm nay chị rất là phấn khởi đúng không? Vui dạ, lắm. Dạ, vui lắm. Dạ, thấy nãy giờ cười hoài à. Nhà đẹp. Dạ. Thấy vui rồi, cất nhà xong vậy thấy năm mẹ con là thấy ấm hả? Ấm luôn á. Rồi. Kính thưa tất cả các chú anh chị, tất cả quý vị và tất cả quý mạnh thường quân đang xem kênh Hoàng Sanh. Thì bây giờ trước tiên cho Sanh xin được phép đọc tên các cô chú anh chị mạnh thường quân đã gửi tiền về ủng hộ cho gia đình chị Diện có 5 đứa con đó. Là câu chuyện hôm trước là mẹ chồng không có cho ở. Thì bây giờ thì Sanh định trao tiền cho Thợ luôn, bàn giao cái nhà luôn. Nhưng mà trước tiên Sanh cũng công bố tên các cô chú anh chị mạnh thường quân, quý khán giả nhà hảo tâm đã ủng hộ cho chị Diện. Thì trước tiên thì Sanh cũng xin thay mặt gia đình chị Diện xin cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị quý khán giả quý mạnh thường quân luôn theo dõi và ủng hộ cho chị Diện, giúp đỡ cho chị Diện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì bây giờ thì Sanh sẽ được phép đọc tên. Trước tiên thì xin chân thành cảm ơn là cô Phạm Đức Thiên ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Vợ chồng bác Mai Ly ở Mỹ ở Chicago ủng hộ cho 150 đô. Cô Thu Ngô ở Mỹ ủng hộ cho 1.800.000 đồng. Cô Xuân ở Canada ủng hộ cho 400 Canada. Chị Yến ở Boston ở Mỹ ủng hộ cho 300 đô. Cô Trần Thị Nghĩa ở Canada ủng hộ cho 200 Canada. Chị Tina Lan Nguyễn ở Mỹ ủng hộ cho 300 đô. Chị Hiếu Nguyễn ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Chị Vân Phạm ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Cô Ít Bùi ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô. Cô Oanh ở Úc ủng hộ cho 200 đô Úc. Cô Thuận ở Úc ủng hộ cho 300 đô Úc. Anh Jimmy Dương ở Mỹ ủng hộ cho 400 đô. Chị Thu Hằng ủng hộ cho 2 triệu.
chị Mây Châu ở Mỹ ủng hộ cho 50 đô. Cô Hương ủng hộ cho 2 triệu. Bạn Ly Nguyễn ở Hàn Quốc ủng hộ cho 1 triệu. Cô Nguyễn Thị Dung ủng hộ cho 8 triệu. Cô Tô Ánh Nguyệt ở Mỹ ủng hộ cho 4 triệu. Chị Trúc ở Tân Bình ủng hộ cho 500 ngàn đồng. Anh Thanh Sơn ở Mỹ ủng hộ cho 23 triệu 125 ngàn đồng. Chị Tiên Trần ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Chú Đoàn Vĩnh Xanh ở Bình Dương ủng hộ cho 1 triệu 500 ngàn đồng. Chị Diệp Hồ ở Mỹ ủng hộ cho 500 đô. Chị Lư Nguyệt Gia Bảo ủng hộ cho 2 triệu. Lâm Trường Bảo ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Anh chị Khanh Lê Phát Trần ủng hộ cho 500 đô. Cô Ba Hoàng ở Mỹ ủng hộ cho 1 triệu 660 ngàn đồng. Minh Hoàng ủng hộ cho 600 ngàn đồng. Chị Hạnh ở Vũng Tàu ủng hộ cho 1 triệu 660 ngàn đồng. Một chị Mạnh Thường Quân ở Canada ủng hộ cho 300 đô Canada. Chị Tú Anh Vũ ủng hộ cho 400 đô Mỹ. Chị Liên ở Lào Cai ủng hộ cho 1 triệu. Chị Tâm Hiền ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Cô Mã Dây Phấn ở Úc ủng hộ cho 3 triệu 344 ngàn đồng. Cô Mến ở Gò Vấp ủng hộ cho 2 triệu đồng. Chú Vinh ở Úc ủng hộ cho 3 triệu 283 ngàn đồng. Chị Huyền ở California ở Mỹ ủng hộ cho 11 triệu 600 ngàn đồng. Bạn Tiết Loan ủng hộ cho 1 triệu. Chị Hạnh Dương ở Mỹ ủng hộ cho 3 triệu. Nhóm Mạnh Thường Quân Hải Đức ủng hộ cho 10 triệu đồng. Chị Chim Bạch Phượng ủng hộ cho 500 ngàn đồng. Cô Ngọc Nguyễn ở Úc ủng hộ cho 1 triệu đồng. Chị Kim Loan ở Mỹ ủng hộ cho 5 triệu đồng. Chị Sandy ở Mỹ ủng hộ cho 200 đô. Chị Chi ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ cho 500 ngàn đồng. Thế Phương ở Úc ủng hộ cho 50 đô Úc. Châu Em Anh Tỷ ủng hộ cho 130 đô Úc. Cô Lệ Chị Hạnh ủng hộ cho 300 đô Úc. Gia đình Phát Tâm ủng hộ cho 320 đô Úc. Rồi có dặn là chích ra 1 triệu mua nước uống cho thợ luôn á. Nhưng mà lát chị Diện nấu nướng ăn là thợ cũng ăn quá hen. Rồi tiếp tục thì chị Mỹ Lan Trần ở Mỹ ủng hộ cho 2 triệu. Chị Quen Thị Lý ở Úc ủng hộ cho 10 triệu đồng. Chị Nga ở bên Pháp ủng hộ cho 1 triệu. Ái Nhi Phan Hồ ở Mỹ ủng hộ cho 1.100 đô. Thì yêu cầu là chích ra cho thợ 5 triệu. Còn bao nhiêu thì cho chị Diện. Cô Hường Lý ở Mỹ ủng hộ cho 1 triệu 500 ngàn đồng. Là cho chị Diện 1 triệu, cho thợ 500 ngàn đồng. Cô Kim Phạm ở Mỹ ủng hộ cho 1 triệu 500 ngàn đồng. Anh Mạnh Thường Quân ở Bến Tre ủng hộ cho 2 triệu mua đồ ăn Tân Gia. Là đồ ăn Tân Gia hôm nay là có một anh ở Bến Tre ủng hộ nữa. Cô Mai Anh Minh ở Mỹ ủng hộ cho 2 triệu là ủng hộ cho thợ làm nhà. Chú Tuấn ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ cho 1 triệu. Thì kính thưa tất cả cô chú anh chị, tất cả quý vị quý Mạnh Thường Quân thân mến, thì cô chú anh chị nào đã gửi tiền ủng hộ cho gia đình chị Diện á, nếu mà Xanh đọc tên ở đây không có thì cô chú anh chị có thể là gọi phone cho Xanh, liên lạc lại với Xanh bằng Zalo, Viber gì đó để cho Xanh có thể kiểm tra đối chiếu lại cái hóa đơn mà nhận tiền. Tại vì nếu mà Xanh nhận tiền mà không có kèm lời nhắn thì Xanh không có thể biết là tiền đó cô chú anh chị là muốn giúp chùa hay giúp chị Diện hay là giúp chị Đậm hay là ai vân vân đó, thì Xanh không có thể biết được. Cho nên Xanh có thể là ghi tên các cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân vô một cái sổ là tiền chưa tìm ra chủ, để mà cho cô chú có thể mà hồi âm lại cho Xanh. Còn nếu mà giai đoạn mà cô chú không có hồi âm nữa thì tiền đó Xanh sẽ mang đi giúp những hoàn cảnh khác tiếp tục đó. Cho nên Xanh cũng mong cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân là hãy hoan hỷ cho Xanh, đó là mình không có tên ở trong đây, là mình có thể là liên lạc lại với Xanh cho Xanh biết để mình cho nó có một cái kết quả chính xác nhất. Tại vì Xanh làm thiện thì Xanh làm hết bằng mọi cái tâm Xanh đặt vào, cho nên đâu đó phải rõ ràng, tiền bạc phải chu đáo, không có được sai sót. Kính thưa tất cả cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân thân mến, thì hôm nay thì Xanh xin được phép tổng lại số tiền mà Xanh đã nhận được. Đó là tổng số tiền là tiền đô là Xanh nhận được là 4.100 đô, là nhân cho đơn giá 23.150 đồng là được, là đổi ra là được là 94 triệu 915 ngàn đồng. Tiền Canada là cộng lại được là được 900 Canada nhân cho 17.000 đồng thì nó được là số tiền là 15 triệu 300 ngàn đồng. Tiền Úc là 1.300 đô Úc thì nhân cho 16.290 đồng thì nó ra số tiền là 21 triệu 177 ngàn đồng. Tiền Việt Nam thì được là 118 triệu 472 ngàn đồng. Thì Xanh tổng lại hết thì được là con số là 249 triệu 864 ngàn đồng. Thợ ứng lần đầu là bữa đầu tiên em giao cho anh là 20 triệu đúng không? Đúng. Rồi trong video có cô chú anh chị, trong video có hết. Rồi cho chị Diện 2 triệu bữa đầu tiên. Rồi tiếp tục là cho thợ ứng tiếp theo là bữa sau nó là ứng 16 triệu đúng không? Đúng. Rồi
rồi tiếp sau đó là ứng lần sau nữa là cho 10 triệu làm quán nha, rồi sau cùng đó là cho chị Diện 2 triệu nữa nha. Thì tổng mình chia ra số tiền là cho chị Diện với cho thợ là hết là 50 triệu đồng. Trong những video của Xanh đó, của chú anh chị quý khán giả nào thắc mắc có thể xem lại đó. Thì số tiền mình tổng lại được là số tiền hồi nãy là 249.864.000 đồng, thì mình trừ cho 50 triệu để chia ra tiền thợ truyền cho chị Diện, thì cái số tiền còn lại là còn là 199.864.000 đồng. Kính thưa tất cả các chú anh chị nha, thì số tiền Xanh tổng lại hết rồi, bắt đầu Xanh sẽ trừ ra cái số tiền hôm trước Xanh đã mang tiền trong cái quỹ á, trong cái tiền mà Xanh lúc mà Xanh chưa tổng kết á, thì Xanh đã cho thợ ứng cho chị Diện là hết 50 triệu. Bây giờ thì thế này, bây giờ thì Xanh sẽ trả tiền cho anh thợ đi, anh thợ trước đi. Thì trả tiền cho thợ là cái máy trước là bữa trước là 13 triệu phải không? Hợp đồng là 13 triệu. 13 triệu. Rồi. Nhà thì 74 triệu. Dạ. Cái lúc đó thì em hợp đồng là không có lót gạch. Tại vì em đâu có biết là tiền được bao nhiêu đâu, nhưng mà do cô chú là gửi tiền về nói là cứ lót gạch cho sạch sẽ. Thì lót gạch là anh lấy là 2 triệu 500 ngàn đồng đúng không? Đúng. Rồi. Thì rồi tiếp tục là nhà vệ sinh là 6 triệu 500 ngàn đồng đúng không? Đúng. Rồi. Rồi điện nước là anh báo cho em hồi nãy là bao nhiêu? 780 ngàn đồng. 780. Rồi. Thì bây giờ em không biết sao, em làm thiện thôi, em chỉ làm một cầu nối, nhưng mà nếu anh làm ăn bao nhiêu á thì em trả bấy nhiêu. Tại vì khi mà em post lên mạng á thì đa số là rất là nhiều người xem đó nha. Đúng. Anh làm ăn bao nhiêu thì em đưa bao nhiêu thôi, cái tâm em thì em không có giữ trong người, em làm gì đâu, tiền làm thiện thì cho dù là một chút xíu nữa, mà nếu mà mình làm sư sức á thì rất là mình không có muốn làm sư sức, tại cái tiền này tiền của cô chú chị mình thương gửi cho những hoàn cảnh, cho nên nó đồng tiền nó rất là quý lắm, cho nên mình không có được làm sư sức ha. Đó rồi, vậy thì tổng số tiền của anh á là hợp đồng á ha, hợp đồng hết trơn là cái nhà này hồi nãy em đọc một loạt đó. Rồi. Thì là được là bằng cái số tiền là 96.780.000 đồng. Thì em ứng cho anh hôm trước là hết là 46 triệu. Rồi, 46 triệu đồng hay ứng trước hen. Rồi. Vậy thì số tiền của anh còn lại là 50.780.000 đồng. Là số tiền em sẽ trả cho anh ngày hôm nay. Rồi cộng thêm là 5.5 triệu cô chú Mạnh Thường Quân cho nữa. Có một cô Mạnh Thường Quân cho 2 triệu nữa, mà bây giờ em lỡ cộng rồi, có gì một lát em sẽ trừ lại. Em cho chị Diện xong rồi kêu chị Diện đưa lại cho anh 2 triệu nữa nha. Tại vì em lỡ cộng ở nhà xong rồi, bây giờ nếu mà cộng lại lô bu nữa. Nhưng mà con số giống như là của anh là thêm 2 triệu nữa là anh được tới 7.5 triệu, nhưng mà ở đây em cộng có 5.5 triệu thôi. Thì có gì một lát em đưa tiền cho chị Diện thì em sẽ chích cho 2 triệu lại đưa lại anh. Tại tiền cô chú Mạnh Thường Quân đưa cho anh đó thì phải đưa cho anh. Tại cô chú thưởng cho anh. Anh mừng không nha? Dạ mừng. Mừng không? Đó, mình làm cái tâm mình ở hiền thì gặp lành thôi. Đó, kiểm tra giùm em. Cho em hỏi là cái số tiền của anh nhận đủ chưa? 56.280.000 đồng. Đủ. Dì dư tờ phải không? Yeah, dư tờ em thu lại nha. Yeah, à, để em không có tiền túi em bù đâu. Yeah, rồi. Yeah. Chút xíu nó Xanh bị lỗ 500 ngàn rồi, không sao. Rồi, anh Thợ cũng trung thực quá, đếm đàng hoàng ha. Yeah. Vậy thì bây giờ thế này nè, anh Thợ ơi, một điều thế này. Thì em nói là lúc nãy là anh còn 2 triệu nữa là tiền của chú Mạnh Thương Quân á, nhưng mà em lỡ cộng cho chị Diện rồi. Yeah. Vậy thì cái bữa bây giờ thế này, cái cửa thì anh nói là có nghĩa là vài bữa nó cái ngày cửa ơi. Bây giờ thì thế này, bây giờ thì anh còn 2 triệu nữa là cũng tiền thưởng của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thương anh, vì cái bữa là ngày anh chứng minh được cái khả năng của anh làm mà có sắc có đà đàng hoàng đó, thì cô chú thấy thương anh thì cho nên cũng thưởng cho anh. Thì 2 triệu nữa thì em đã cộng vô cho chị Diện rồi. Bây giờ thì em nói thế này, cái cửa thì anh nói ngày mai anh gắn phải không, rồi ngày mai ngày mốt thì em sẽ tới đây em kiểm tra em quay lên nữa. Okay. Em một lần nữa thì bây giờ 2 triệu đó cho em xin giữ lại cho chị Diện, giữ lại giùm anh. Khi nào anh gắn cái cửa xong thì cái tiền thưởng của cô chú gửi cho anh á sẽ trả cho anh 2 triệu nha. Yeah, okay. Tiền thưởng đó em đã cộng cho chị Diện rồi. Cô Hường Lý ở Mỹ ủng hộ cho anh là 500 ngàn đồng đó nha. Yeah. Rồi. Rồi cô Mai Anh Minh ở Mỹ ủng hộ cho anh 2 triệu đó nha. Ái Nhi Phan Hồ ở Mỹ ủng hộ cho anh 5 triệu. Đó là ba Mạnh Thường Quân đó. Thì em đọc thì các cô chú đã xem rồi. Anh có muốn nói lời nào với cô chú không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị Diện với Thợ Hồ. Rồi sao nữa? Cảm ơn nhiều. Rồi, rồi khi nhận được tiền rồi sau này có làm đàng hoàng không? Làm đàng hoàng chứ. Vậy vậy. Chứ được cái tâm tốt không? Dạ. Rồi, nhưng mà sau này lỡ mà không có được thưởng thì có làm đàng hoàng không? Đàng hoàng chứ. Tại vì không. Ví dụ như cô chú
giúp thì do ví dụ tại vì cô chú thưởng thì thưởng, ví dụ mai mốt cô chú không thưởng nữa rồi không, không thưởng nó làm đàng hoàng chứ thưởng đâu dạ. Không thưởng rồi bắt đầu làm bê bối, có làm bê bối không? Không 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 à, vậy được rồi ok rồi vậy thì nói chứ nó giỡn nói chứ thì mình đùa chút xíu cho vui thôi, thì cũng thay mặt gia đình chị Diện, thay mặt các cô chú anh chị mạnh thường quân quý khán giả xem kênh thì cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh đã làm hoàn thành căn nhà chị Diện rất là ưng ý theo như cái sự hợp đồng của anh em mình. Còn nếu mà có vấn đề gì gia đình này thì anh là cái người bảo hành, thấy không? Yeah. Tại vì em cũng biết nhà anh rồi, yeah, đúng không? Nhưng mà chắc cái nhà chị Diện chắc chắn thì em rất là muốn, em không muốn là sự làm tới làm lui. Nhưng mà cái nhà hôm nay thì em cũng là ưng ý nha, nên em mới trao tiền cho anh. Còn 2 triệu tiền thưởng thì để gắn thằng với cửa đó em trao cho ha. Ok. Rồi, ngày mai anh đem cửa tới. Rồi. Vậy thì em cũng ý vậy đó. Nhưng mà em nói nghe nè, giống như là hồi trước em kêu kiểm tra nhà rồi đó, theo cái yêu cầu của quý khán giả đó rồi, không có buồn phiền nha. Không đó, có buồn. Cái dạ. Tâm mình làm tốt, tâm mình làm tốt là mình không sợ gì hết. Rồi, dạ. Rồi cứ gì ha, rồi giữ được cái tính tốt ha. Cảm ơn dạ. Anh nhiều rồi, chúc anh nhiều sức khỏe. Bây giờ anh có thể về rồi đó. Dạ. Em trao đổi với chị Diện. Rồi ý gì nha chị Diện, 2 triệu của anh Thợ là em cộng như cho chị rồi. Có gì nữa em sẽ chích ra, thì em có trừ ra hết. Ok, vậy thì anh về đi. Còn 2 triệu thì thử, còn tiền công gia đình thanh toán xong hết rồi nha. Dạ. Chị Diện ơi, thì nãy giờ em có thanh toán với Thợ rồi đó, rồi cái số tiền với các cô chú mạnh thường quân đã ủng hộ cho mình đó, chị có phải bất ngờ không khi mà số tiền mình tổng lại là số tiền hồi nãy là lúc mà chưa trừ là tổng lại hết đó là được là lúc mà chưa trừ chứ gì hết là nguyên si là tổng hết chừng cô chú ủng hộ là được 249.864.000 đồng, là gần 250 triệu đó. Thôi chị có bất ngờ không với cái số tiền này, chị có bất ngờ quá không? Bất ngờ lắm. Dạ. Bất ngờ rồi thấy vui á. Dạ, không ngờ là cái niềm vui nó đến với mình đến gì đúng không? Rồi cho năm mẹ con á. Dạ. Thì cũng, tự nhiên nhiều cô dạ. Chú từ trong nước rồi ngoài nước rồi yêu thương mình ha. Dạ. Dạ, em nghĩ là chị sẽ bất ngờ, bản thân em cũng bất ngờ nữa. Bất ngờ quá trời luôn á. Dạ hả? Không biết nói làm sao nữa, chị biết cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân á. Dạ. Với nhà Hảo Tâm á. Dạ. Rồi cảm ơn chú Xanh với chú Anh rồi chị Hoàng á. Dạ. Cảm ơn nhiều và biết ơn quá trời luôn á. Dạ. Em thì làm thì em không có sợ mệt đâu, làm cầu nối em thích lắm, em thích cơn giống như là thức đêm thức hôm hay là đi mưa gió em không có ngại, tại vì khi mà những hoàn cảnh đã được giúp á mà vượt qua cái khó khăn là em mừng rồi. Với lại cái niềm mong muốn của em lúc nào cũng làm chương trình thiện nguyện thì phải làm cho trong sạch rõ ràng, cho nên nếu mà có sơ sức thì mong cô chú sẽ mà phản hồi cho em để mà tiền của chị chú gửi cho chị thì phải tới tay của chị nha. Rồi chị Hoàng ơi, hôm trước chị là người giống như thấy chị Diện khổ quá, cái rồi chị giới thiệu qua em qua giúp đỡ đó, rồi lúc đó thì em cũng băn khoăn, em cũng tới em cũng tìm hiểu rồi em mới giúp. Thì bây giờ ngày hôm nay khi mà chị Diện nhận được một kết quả ngọt ngào như vậy, được các cô chú anh chị mạnh thường quân nhiều nơi trong và ngoài nước thương yêu, rồi chị có cảm nhận thế nào cuộc sống này thế sao? Rất là mừng cho chị luôn. Mừng luôn hả? Dạ. Không ngờ gì luôn á, hai gần 250 triệu. Không ngờ thiệt á. Dạ. Rồi quá vậy là quá mừng luôn ha. Vậy là ước mơ của mình là làm quán là làm rồi đó, dạ. Làm có cái mái che đó. Dạ. Nhưng mà em gợi ý chút xíu là cái chỗ mà cái chỗ mà trống á mà chưa có đất á, tại dạ. Cái đó là cái mương á. Dạ. Nếu mà tấn lại sau này á là có thể đổ cát thêm. Đó là ví dụ là cho ba chị là có sáng cạp á, cạp lên đổ đất rồi bắt đầu mình làm rộng ra nữa. Còn những cái em hợp đồng với anh đã làm đúng cái yêu cầu hợp đồng rảnh rồi, nó chán tới cái mí đó ha. Rồi vậy thì bây giờ thì thế này, giờ cho em hỏi là chị Diện bây giờ cái quán đó là cái máy nó che ra là buôn bán được không? Tại vì nữa anh chán cái hồ dầu nữa là mình á, là buôn bán được. Rồi theo chị Diện là chị định bán cái gì? Nước mía rồi bán bún nước lèo rồi mua nước ngọt rồi bánh trái này kia thêm bán cho nít đi học ngang đường lộ đó. Dạ. Nó mua. Dạ. Vậy thì nữa mình nối ra thêm nữa, nếu mà mình khi nào mà có sáng cạp á, kêu cạp đất lên nó rẻ hơn là bơm cát ha. Dạ. Tiết kiệm. Mình sử dụng số tiền tiết kiệm nhất luôn. Rồi chị có thể bán áo mưa được mà. Dạ. Bán áo mưa. Em sẽ cùng với các cô chú anh chị mạnh thường quân á, quý khán giả yêu thương chị á, sẽ trông chờ vào một ngày nào đó là chị sẽ mở một cái quán, rồi em sẽ dùng bún nước lèo của chính tay của chị Diện nấu rồi thưởng thức. Nói chung là chị bán cái gì em ủng hộ cái đó. Rồi nhớ là phải là thì em nói là nhớ là phải sử dụng tiền là phải tiết kiệm nhất nha. Chị Hoàng ơi, em nói nghe nè, thì bây giờ thôi, bây giờ mình làm ơn làm cho chót đi, thì trước kia thì chị cũng nhiệt tình tới đây rồi,
Bây giờ thì mai mốt có nếu mà buôn bán giống như là chị Diện chưa có biết cách cái gì, nói chung là mai mốt mà buôn bán á, chị Diện có khó khăn gì cần hỗ trợ giống như cái công để mà hướng dẫn chị Diện buôn bán á, thì chị có thể qua giúp đỡ nha. Đỡ được không? Được. Được phải không? Hỗ trợ như nhau đi, tại vì giúp tài chị ấy còn có một mình nên cũng chưa có rành rẽ lắm, có gì hướng dẫn cho chị góp ý giúp đỡ gì đó nha. Mình có cái công là quý lắm rồi nha. Bây giờ chị Diện muốn mua xe nước mía phải không, dạ. Rồi muốn mua đồ đạc để buôn Dạ, bán phải không, ghế nữa, dạ, ghế ghế. bàn nữa. Dạ. Rồi bây giờ mua mình phải có vốn mới mình có thể lấy đồ về để mình bán từ từ đúng Dạ, không, phải dạ. có vốn. Vậy thì chị cần có bao nhiêu tiền? Thì chú sanh cho nhiêu thì lấy nhiêu đó. Dạ. Dạ. Cho nhiêu thì mua nhiêu làm từ từ. Yeah. Bây giờ thì thế này nè, tại vì khi mà số tiền của các cô chú anh chị mạnh thường quân á, nhà hảo tâm á, gửi tới đây á, thì tất nhiên số tiền này là của chị rồi, 100% là của chị chứ không phải là của em. Nhưng mà với một cái cách làm việc của em á, giống như là em muốn mà trao cho chị một cái số tiền nào đó chị đủ để mà làm thôi, ví dụ có phát sinh thì nói em là em muốn coi là chị có làm thực tế không, biết đâu giống như một cái hoàn cảnh kia là giống như là trao tiền cho rồi cuối cùng kêu họ làm mà họ không làm đó, ai biết được. Thì các cô chú cũng hoang mang, cho nên bây giờ chị đừng có trách em sẽ trao cho chị một ít tiền, một cái số tiền nào đó để buôn bán ha, cũng không phải nhỏ đâu, cũng số tiền cũng đủ. Rồi sau đó là chị có thể là buôn bán đi, khi nào mà em thấy chị buôn bán chí thú làm ăn á thì em sẽ bàn giao hết số tiền cho chị luôn, để cho chị có thể là gửi nhà băng, gửi ngân hàng á, rồi chị lấy lãi hàng tháng, vừa là bán đồ là có tiền mưu sinh hàng ngày, mà tới tháng mình có thể đi lãnh được vài trăm, 1 triệu gì đó tiền lãi ngân hàng á, thì mình có thể là có đủ chi phí rồi. Chị có muốn gì không, Dạ, đúng thì không? làm theo vô xanh gì đây? Dạ, có nghĩa là mình có vốn đó, Có mình buôn vốn bán rồi mình buôn rồi xong bán còn có nhiêu mình rồi gửi ngân gửi hàng ngân là hàng. lấy lãi hàng tháng, là mẹ con ổn định rồi Dạ, cho ổn mấy đứa định nhỏ đi học vậy là tốt nữa. đó. Chú xanh làm vậy là tốt. Rồi khi nào sau này có việc gì cấp bách rồi mình hãy rút, còn Dạ không thì mình dạ cứ để cho có lãi ngân Dạ hàng là an toàn rồi Dạ nha. Gửi ngân hàng đi, đừng Dạ để nhà nhé. Dạ Hay Rồi là gửi chú xanh cũng được nữa. không không em không có giữ được nữa, tại vì do gia đình chị Thắm, là hôm trước là gia đình chị Thắm là không chịu gửi ngân hàng đó. Em cũng đang suy nghĩ là tính mai mốt rồi đó, em tìm cách em qua em giao rồi, chứ em ngại giữ tiền của những hoàn cảnh lắm. Cho nên chị Diện thì em nghĩ là có thể gửi gửi ngân hàng đứng tên chị Diện được mà, hen chị Diện ha. Rồi vậy thì bây giờ thế này đi, bây giờ em sẽ trao cho chị 20 triệu, chị Quang ở 20 triệu được ha, có gì Đúng thiếu rồi. rồi đây đúng không? Đúng rồi. Có dư thiếu gì nhưng mà tiết kiệm nha. Dạ. Rồi bây giờ em trao cho chị 20 triệu là bắt đầu, là bây giờ bắt đầu từ ngày mai á, là mình có thể là tính toán là mua xe nước mía mình làm được đó. Mai chị đi hỏi giá rồi. Đi hỏi giá đi. Mai chị đi hỏi giá, tại đợt trước chị có mua giùm cho chị kia mà chị quên giá rồi. Đúng rồi, hỏi đi, Nhờ có chị gì Ba giùm có gì hỏi giúp giá đỡ đi nha, nha. chị Hoàng tốt bụng ha. Dạ. Đó bây giờ 20 triệu chị dừng đếm đi, đếm đủ 20 không chị? Hai chục triệu đúng không? Dạ đủ. Đủ 20 triệu phải Dạ không? đủ 20 triệu. Rồi vậy thì ngày mai mình có thể là bắt đầu đi dò để mà mình mua đồ ha, để Dạ. mình buôn bán, bắt đầu buôn bán luôn đi. Khi mà nhà sập cửa xong xuôi hết rồi, bây giờ chị ước mơ của chị đã thành sự thật rồi đó, chị có thể thực hiện được cái ha. Dạ. Dạ, tối nay chắc mất ngủ luôn Ngủ chắc tối nay ngủ không được luôn. Dạ. Ủa mà quên, quên nữa, em góp ý nữa, bây giờ mới chực nhớ, nhà chưa có cái giường ngủ á. Chị lấy cái mua cái giường dạo nào mà giường sắt á cũng rẻ, mà giống như nhà chị Thắm á. Lần sau chú tới cho đưa tiền cho mẹ con ha, cho mẹ con đi mua ha, mua cái tivi cho con coi ha, chịu không? Chịu. Coi rồi gắng học nha, đừng có coi quá rồi Dạ. mất ngủ á. Dạ. Rồi cuối cuối này con có nhà con vui không? Vui. Vui hả con? Tối nay ngủ nhà mình luôn không? Rồi con nè, con vui không, con gái nè? Vui. Dạ. Rồi lứa lớn này con vui không con? Rồi con có nghe là chú nói là gia đình mình đó là sẽ được các cô chú hỗ trợ là không cho con nghỉ học nữa, là con vui không, con muốn đi học không? Dạ con vui, con muốn đi học. Cảm Dạ ơn muốn đi chú. học không? Dạ Rồi mạnh rồi thường quân lại giúp cho con rồi có học có nhà ở. rồi rồi con giỏi quá rồi, bé kia nè gắng học nghe. Rồi vậy là bây giờ con nghe biết là chú thông báo với mẹ con rồi là các cô chú là không muốn cho con nghỉ học nữa đâu, nên con cố gắng đi học nha. Dạ. Rồi
À, cũng bây giờ và con chị Diện cũng rất là vui luôn, có nhà có cửa với lại không phải nghỉ học nữa rồi, sắp sửa có tivi nữa. Kính thưa tất cả các chú anh chị, tất cả quý vị và tất cả quý mạnh thân quân thân mến, bây giờ thì Xanh cũng xin được phép ngưng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị vài ngày nữa, Xanh sẽ tới đây Xanh thăm, Xanh kiểm tra lại nhà một lần nữa, rồi Xanh sẽ hỗ trợ cho chị Diện những bước tiếp theo trong cuộc sống. Trở lại số tiền của chị Diện thì Xanh cũng sẽ trao cho chị Diện hết, sau khi chị Diện có sắm đồ đạc hoặc là thiếu thốn gì đó thì chị Diện sẽ nói với Xanh, Xanh đưa luôn. Rồi sau khi mà chị Diện mà sắm sửa đầy đủ, buôn bán ổn định thì Xanh sẽ trao hết số tiền lại cho chị Diện để cho chị Diện gửi ngân hàng, để cho có thể là có lãi cho mấy đứa nhỏ xài hàng, để cho mấy đứa nhỏ có tiền để đi học. Rồi chị Diện thì buôn bán hàng ngày thì có thể là có tiền đồng ra đồng vào cũng mưu sinh được rồi. Bây giờ thì Xanh cũng sẽ được phép tạm ngưng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị, quý khán giả, quý mạnh thường quân trong những video tiếp theo cuộc sống của chị Diện. Xanh cũng còn là theo dõi cuộc sống của chị Diện lâu dài lắm, cho nên cô chú anh chị hãy tiếp tục theo dõi kênh của Xanh. Một lần nữa Xanh cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Các cô chú mạnh thường quân luôn gặp điều may mắn trong cuộc sống. Chị Diện có muốn nói gì với cô chú mạnh thường quân không? Dạ, trước tiên là xin cảm ơn chị Hoàng với chú Xanh, rồi chú Anh, rồi nhà Hảo Tâm và cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho năm mẹ con được cái nhà, rồi làm cái quán. Rồi cũng xin cảm ơn nhiều, rồi cho thằng lớn đi học nữa. Năm mẹ con sẽ cố gắng làm người để mưu sinh, không làm cho cô chú Mạnh Thường Quân thất vọng đâu. Dạ, sẽ cố gắng nuôi nó rồi dạy nó nên người nữa. Dạ. Rồi cũng xin chúc cô chú được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Dạ. Rồi bệnh dịch được cho nó đi hết. Đi hết luôn. Rồi vậy thì Xanh cũng xin được phép chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.